Ông La Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết, vụ vải thiều năm nay, địa phương đã cho triển khai đường dây nóng tiếp nhận 24/24, hành vi trừ lùi bất hợp lý trong cân vải thiều tại các xã. Theo đó, toàn bộ số điện thoại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và trưởng công an 29 xã thị trấn trên địa bàn huyện đều được công khai để người dân liên hệ khi thấy bị ép cân. Việc công bố đường dây nóng nhằm tránh việc thương lái ép cân bất hợp lý nông dân trong quá trình cân vải, bởi mỗi thị trường hiện có yêu cầu về quy cách đóng gói vải khác nhau, trong khi châu Âu yêu cầu cắt sát đến từng quả vải, thì Trung Quốc lại quy định không được để lá và cuống ngắn dưới 10cm. Ngược lại, thị trường trong nước lại yêu cầu vải phải có lá và cuống. Chính bởi lý do này, những năm trước, đa phần nông dân đều bị thương lái trừ lùi ít nhất từ 5 đến 7kg vải trên mỗi mã cân 100kg, khiến bà con rất thiệt. Huyện Lục Ngạn hy vọng việc công bố đường dây nóng cùng sự phối hợp chặt chẽ của quản lý thị trường sẽ hạn chế tối đa hành vi trừ lùi cân trái quy định hoặc bất hợp lý. Nhằm mở rộng tìm kiếm đối tác để xuất khẩu chè và các mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương, ngày 15 tháng 6 tới đây, Lai Châu sẽ tổ chức hội thảo xúc tiến sản phẩm chè vào thị trường Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á theo hình thức trực tuyến với khoảng 100 đại biểu trong nước và quốc tế. Theo Tổng cục Hải quan, 3 tháng đầu năm, cả nước xuất khẩu gần 23.000 tấn chè các loại, tương đương 36,7 triệu đô la Mỹ, giảm khoảng 12% về lượng và giảm 11,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Các hoạt động xúc tiến thương mại được dự báo sẽ đem lại nhiều hợp đồng xuất khẩu lớn cho doanh nghiệp Việt, từ đó lấy lại đà tăng cho xuất khẩu chè. Theo Bộ Công Thương, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su đạt khoảng 595.000 tấn, trị giá 1,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,1% về lượng và tăng 12% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các thị trường chính lại có sự tăng trưởng không đồng đều, trong đó xuất khẩu cao su sang Trung Quốc và Ấn Độ đều tăng. Riêng Ấn Độ tăng hơn 50% về sản lượng so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Nga là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất, gần 90% về sản lượng. Ở chiều ngược lại, các thị trường như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đài Loan, Đức lại ghi nhận mức giảm. Giá heo hơi ngày 11 tháng 6 tại thị trường Ba Miền giảm 1.000 đến 2.000 đồng một ký ở vài nơi so với hôm qua và hiện giao dịch quanh mức 54.000 đến 58.000 đồng một ký. Giá heo hơi trong nước được dự báo giảm nhẹ trong tuần tới do nguồn cung tăng, trong khi nhu cầu chững lại trong bối cảnh giá cả thực phẩm đắt đỏ. Trong khi đó, giá heo hơi ở Trung Quốc hiện tăng lên mức 55.300 đồng một ký, còn Thái Lan vẫn giữ ở mức rất cao trên 71.000 đồng một ký.